cho em, bạn đã cho mình biết tên của chúng. Bạn mua sản phẩm này ở Hello đã lâu chưa nào? Thì em mua được cái này khoảng 2 tháng. Trong thời gian mà sử dụng sản phẩm thì bạn có vừa làm với cái chất lượng sản phẩm của Hello không? Có sản phẩm Hello sẽ tốt vì cảm thấy thường, tại vì thường thường mọi người cái những cái thiết bị công nghệ đều mua Hello hết, người ta thấy nó có chế độ hoàn khá tốt, máy gì xài rất chuyên nghiệp. Bạn có thể cho mình biết là tại sao máy của bạn lại bị bại bỏ không? Vì để nhà sơ ý nên mình bé nó kéo bằng trước cái máy. Vậy thì sau khi mà Hello đã bảo hành cho bạn nhà sửa lại máy á, thì bạn có cảm thấy hài lòng với cái chất lượng máy hiện tại bây giờ hay không? Thì có, cảm thấy máy xài làm được, không có gì, không có được chặt gì. Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ bên Hala, và mong là sắp tới thì bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Hala về sau. Cảm ơn bạn.